Một chiếc xe Fortuner mới cập bến cửa hàng bên em đây các bác ơi. Mà các bác chỉ bỏ ra với tầm tài chính hơn 200 là có thể lấy xe này về rồi. Đây là một chiếc Fortuner số sàn đời 2020. Xe không lỗi lầm gì, được dàn lốp dày cộp theo xe cả dàn luôn. Rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Dàn lốp luôn ạ. Được dàn lốp dày cộp vẫn theo xe, chạy 9 vạn rồi. Đấy. Với giá bán bên em hiện tại chào bán loanh quanh 800 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và có hỗ trợ thủ tục ngân hàng nhá. Đấy, tất cả chi tiết của xe này đi một vòng cho các bác xem nhá. Khung gầm, máy móc, mọi thứ của xe còn rất đẹp luôn. Gầm xe đây ạ, gầm xe đây. Đó, gầm xe đây nhá. Xe gầm xe rất là sạch luôn, rất đẹp luôn nhá. Đó, máy dầu, biển tỉnh, hồ sơ giấy tờ đã rút. Xe chạy được 91.000 cây số. Vô lăng mọi thứ của chi tiết ở xe đây. Đấy, trần nỉ nhá. Nội thất ghế da màu nâu rồi này. Đấy, chi tiết về khoang máy động cơ mọi thứ là còn đẹp. Nguyên bản, nguyên zin luôn. Không lỗi lầm gì anh chị nhá. Không lỗi lầm gì ạ. Khoang máy động cơ xe đây ạ. Cam kết cho các bác không ngập nước, không thủy kích. Máy móc zin nguyên bản. Fortuner thì là một dòng xe mà rất là bền lành rồi ạ. Các bác có nhu cầu tìm hiểu về dòng Fortuner thì có thể tìm hiểu tham khảo qua chiếc này của em nhé. Đời 2020, máy dầu, số sàn, xe đăng kiểm còn dài đến tận 2026 ạ. Ốp nhựa trên gương này, ốp xi nhan trên gương này, tích hợp trên gương rồi, đầy đủ cả với này đèn phanh, đèn cánh gió, rồi là đuôi, đầy đủ luôn ạ. Chiếc xe anh em nhìn khá là tương đối đấy. Với tầm tài chính này thì vẫn còn thương lượng được. Nếu các bác mà có quan tâm đến dòng Fortuner này có thể liên hệ cho em để hỗ trợ vay cũng như là xem xe nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.